Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MTM Pharmacy. Và trong phần 2 của chương trình Kiến thức sức khỏe thì dược sĩ Tina sẽ chia sẻ cho chúng ta những kiến thức sức khỏe rất quan trọng để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho mình. Và thưa chị, mùa này đó có phải là mùa mà dị ứng và rất là nhiều người mà sẽ bị dị ứng ở trong những tháng này không chị? Đúng rồi, tháng 4, tháng 5 là tháng của phấn hoa. Mùa spring đó, tháng 3, tháng 4, tháng 5 phấn hoa ra rất là nhiều. Và tháng 5 mình đây đó là tại vì thời tiết sẽ thay đổi từ mùa xuân qua mùa hè, cho nên trời đã trở lên từ lạnh trở qua nóng. Có ngày nóng, ngày lạnh cho nên người ta bị dị ứng rất là nhiều, hắt xì, sổ mũi, chảy nước mũi, rồi ho. Cho nên rất là nhiều bệnh nhân vào hỏi phải uống thuốc gì. Cho nên bữa nay Tina sẽ mang lại cái đề tài về thuốc chống dị ứng, tiếng Mỹ gọi là antihistamine. Dạ. Mình sẽ thảo luận về cái thuốc chống dị ứng bữa nay. Như vậy đó thì cái gọi là antihistamine đó là loại thuốc như thế nào thưa chị? Antihistamine là thuốc chống, anti là chống. Dạ. Cái chất histamine. Uh-huh. Chất histamine là cái chất gây ra những cái phản dị ứng. Dịch chính xác ra tiếng Việt là gọi là dị ứng chứ không phải phản ứng. Dạ. Thì trong cơ thể mình nó có, trong máu của mình đó nó có, khi mà mình lên cơn dị ứng mà mình bị những cái nguồn allergy này nọ nó vô trong cơ thể mình đó, thì nó sẽ làm cho trong máu của mình nó tiết ra cái chất nó gọi là histamine, hay là mà cái chất tên khoa học mà chính xác nó gọi là eosinophil. Thì cái chất đó nó là histamine. Thì khi mà histamine nó release ra, nó ở trong máu, nó chạy hết khắp người mình á, thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng giống như là mình, da mình bị ngứa lên nè, không, mắt mình bị ngứa đỏ chảy nước mắt ra nè, rồi mình bị nhảy mũi nè, nó chạy tới những cái cơ quan cảm giác ở xung quanh cái vùng mũi của mình á. Đó, nó làm cho mình hắt xì. Có thể là mình bị ngứa cổ nè, nước mũi chảy xuống ngứa cổ, rồi ho. Thì những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng tiêu biểu của một người đang bị dị ứng. Dạ, như vậy đó thì mình có sự phân loại của antihistamine không chị? Có nhiều loại antihistamine không? Antihistamine á, thì nó có hai loại. Dạ. Có H1 and H2, S là histamine phải không? Dạ. Thì loại số 1 với loại số 2. Mà bữa nay mình nói chuyện, mình thảo luận là mình nói chủ yếu là loại số 1. Tại loại số 1 là cái loại mà nó sinh ra dị ứng. Còn cái loại số 2 là nó sinh ra cái bao tử, nó làm cho những cái dịch bị axit trong bao tử nó nhiều lên. Đó, thì cái loại số 2 là cái loại mà để chữa, giảm cái axit trong cái bao tử của mình. Còn hôm nay mình nói về loại 1, tức là loại 1 là cái loại mà gây ra các loại, cái kiểu dị ứng đó. Cái kiểu dị ứng làm cho mình bực bội đó. Như vậy thì thưa chị, là các loại thuốc mà antihistamine để mà chữa dị ứng, nó có gây cho mình buồn ngủ không chị? Nó có làm mình khó chịu, mệt mỏi không? Nếu mà nói về cái loại 1 không đó, thì nó cũng chia ra làm 2-3 loại nhỏ nhỏ phụ đúng không? Mình chia ra hai loại giống như loại cũ và loại mới. Đó là loại cũ là loại giống như người ta đã phát hiện ra 50-70 năm về trước rồi. Đó, thì những cái loại antihistamine cũ đó thì nó làm cho mình rất là buồn ngủ. Tại vì khi mình uống vào, nó vào trong máu, thì những cái chất nhỏ đó nó chạy vào, nó sẽ băng qua cái màng trắng của nó gọi là blood barrier. Thì thường thường những cái tế bào trong não của mình nó có cái màng trắng, mà nếu mà cái thuốc nào mà nó chạy qua được cái màng trắng đó thì nó sẽ ảnh hưởng lên, nó tác động trên cái não bộ, nó làm cho mình buồn ngủ. Còn có những cái loại mà loại mới mà người ta chỉ mới phát minh ra khoảng chừng 20-mấy năm trở lại thôi đó, thì những cái loại này thì không làm cho mình gây ra buồn ngủ nhiều, tại vì nó không có cross, nó không có đi qua được cái màng trắng ở trên những cái tế bào não trong dây thần kinh của mình. Như vậy thì những loại thuốc sau này là đỡ buồn ngủ rồi. Như vậy đó thì thưa chị, là thuốc antihistamine đó, nó có những dạng nào? Ví dụ như là có người thì thấy uống nước là better, nhưng mà có những người là sợ thuốc nước lắm, mà thuốc uống thuốc viên thôi. Thì nó có nhiều loại gì để mà có thể phục vụ cho những người bệnh nhân không? Có thuốc nước, thuốc viên đủ hết. Bất cứ một loại thuốc antihistamine nào cũng có dạng viên và dạng nước hết. Dạng nước thì thường thường con nít uống. Mấy người nào mà không thích nuốt viên thuốc thì uống thuốc nước thôi. Nhưng mà thường thường ta làm ra thuốc nước là ta để cho trẻ em.
những cái loại antihistamine mà có nước giống như Benadryl đó. Benadryl là cái thuốc rất là thông thường đúng không? Thì bao giờ nó cũng có chất thuốc nước rồi thuốc viên thì có thuốc tablet là thuốc viên tròn, viên nén đó, rồi hay là có thuốc viên con nhộng thì nó đều là Benadryl hay là diphenhydramine hết. Dạ, rồi nhưng mà chị ơi thì những cái loại thuốc dị ứng như vậy đó, thông thường á, là giống như khi mà mình dị ứng á, là có người là vừa chảy nước mắt nè, xong rồi mình nghẹt mũi, nhưng mà lại hắt xì sổ mũi đó, nó có nhiều triệu chứng hợp cùng lại vậy, thì mình phải uống nhiều loại antihistamine để trị mỗi triệu chứng đó hay là một loại thôi thì có thể trị hết everything? Thường thường đó thì nếu mà mình bị lên cơn dị ứng mà nặng đó, Tina cũng ưa bị lắm, gọi là seasonal allergic đó, mỗi năm hay là mỗi ngày luôn đó, thì mình uống một viên thuốc viên thì có thể là mình sẽ không có bị lên cơn dị ứng, thì mắt mình sẽ không có bị ngứa, mình không có bị hắt xì ngay mũi, mình không có bị ngứa cổ họng nếu mà vậy. Còn nhưng mà có những người họ chỉ bị ngứa mắt thôi, họ không có bị những triệu chứng khác, thì họ dùng cái thuốc nhỏ mắt mà antihistamine đó, thì họ không cần phải uống cái thuốc viên, tại uống thuốc viên vào nó vào trong máu thì nó bị nhiều phản ứng phụ hơn là những cái thuốc mình xài gọi là topical, là chỉ mình lộ cái vùng đó thôi, đúng không? Nếu mình chỉ bị ngứa mắt, mình nhỏ khô mắt, mình nhỏ vào thì mình không có cần uống thuốc, thì mình không có bị khô cổ, không có bị khát nước, không có bị khô người, tại vì những cái đó là những cái phản ứng phụ mà mình không muốn có, đúng không? Hay là bây giờ mình bị sổ mũi đi, mình bị hắt xì sổ mũi và mình không có bị những cái triệu chứng khác, thì mình có thể xài cái thuốc xịt mũi mà antihistamine đó, thì mình không có cần uống thuốc viên. Mà còn nếu mà cũng có nhiều trường hợp, nếu mà mình uống thuốc viên rồi mà mình bị quá nặng, mình vẫn bị cái triệu chứng của mũi mình, thì mình vừa phải uống thuốc viên vừa phải xịt mũi, đúng không? Còn có những trường hợp mà mình bị ngứa da đi, mà mình chỉ xài cái thuốc Benadryl mà mình bôi ngoài da của mình mà mình hết ngứa thì mình cũng không cần phải uống thuốc viên. Như vậy tùy mỗi trường hợp mà mình bị dị ứng đến mức nào. Đó là lý do tại sao mà họ phải làm ra đủ thứ loại hết, đúng không? Thuốc topical hay là local đó là thuốc chỉ tác dụng vùng thôi, hay là thuốc oral là thuốc uống vào một phát là nó quất, nó chạy khắp nơi hết. Chỗ nào bị bệnh nó đều chữa được hết đó. Đó, như vậy là có nhiều kiểu, nhiều loại như vậy. Như vậy thì còn với những em nhỏ đó, các trẻ em mà bị dị ứng thì cái cách chữa nó có khác không chị? Tại vì và những độ tuổi nào thì có các loại thuốc khác nhau không? Trẻ em dưới 5 tuổi thì bác sĩ không có recommend uống thuốc dị ứng. Không, nói bác sĩ thì không đúng, nhà sản xuất họ không có recommend trẻ em dưới 5 tuổi thì được uống thuốc dị ứng, mà tự mình đi tự chữa cho mình. Đa số những thuốc dị ứng mà nãy giờ Tina với lại Mỹ Linh vừa nói đây đó, thì mình có thể tự chữa, mình có thể ra mình mua ngoài quầy được. Nhưng mà mình không có được đề nghị cho trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi nếu mà các em bệnh chảy mũi, hắt xì hay là nổi đỏ da mà mình nghĩ là vì dị ứng đó, thì mình nên mang con cháu của mình đi bác sĩ. Thì nếu bác sĩ cho toa thuốc cho thì thoải mái uống không có sao hết. Nhiều em dưới từ 2 tuổi đến 5 tuổi được uống thuốc antihistamine do toa bác sĩ lắm. Như vậy là các em nhỏ thì nếu như mà các bác sĩ mà cho toa thì cũng có thể luôn, không? Đúng sao? Rồi, nếu bác sĩ cho toa là tại vì bác sĩ đã khám bệnh mấy em đó, bác sĩ biết chính xác là những em này cần, và khi bác sĩ cho toa, bác sĩ cho đúng cái liều lượng của cơ thể theo cái trọng lượng của mỗi em đó. Cho nên khi dược sĩ thấy cái toa, dược sĩ đưa thuốc cho cha mẹ đem về cho con em của mình uống thì mình yên tâm. Đúng không? Còn nếu mà nói cha mẹ tự ra mua rồi tự về tính toán ước lượng thử là phải cho con mình uống như thế nào thì cái chuyện đó mình không có recommend, mình không có muốn cha mẹ làm điều đó. Như vậy thưa chị, một người bị dị ứng á, thì nó có nguy hiểm gì đến sức khỏe của mình không chị? Nó có ảnh hưởng gì tới mình nhiều không? Nếu mà thật sự nó dị ứng thì nó không phải là life threatening, nó không có làm ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Nó chỉ làm cho cái mình nói là quality of life, tất nhiên là cái phẩm chất đời sống của mình nó bị yếu đi thôi. Đúng không? Đó là mỗi ngày mình thức dậy hay là gì đó mình cứ phải hắt xì, rồi ngứa mũi, rồi cứ phải dụi mắt, rồi nó phiền muộn lắm, nó bực bội lắm, đúng không? Cho nên nếu mà mình trị được
hay là mình uống thuốc mỗi ngày hay gì đó, để trong trước khi mình uống thuốc để mình dằn lại những cái triệu chứng đó được rồi đó, thì nguyên ngày đó mình sinh hoạt đời sống bình thường, mình không có bị phiền muộn về cái chuyện đó. Chưa thấy ai bị dị ứng mà liên nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ có những người bị sốt thôi, bị sốt thuốc thôi, nhưng mà cái đó là khác rồi. Như vậy thì thật ra là mình có rất là nhiều các loại thuốc antihistamine chữa lại những cái dị ứng đó một cách rất là đơn giản. Uống rồi có thuốc bôi, có thuốc uống rồi loại nước, loại viên đủ kiểu để mà mình có thể chữa. Có một điều chị đang muốn nhắc đó là người ta dùng rất là nhiều những cái antihistamine mà loại cũ đó, loại mà Tina nói nó cross qua cái brand barrier của mình đó, để họ làm thuốc ngủ. Thuốc ngủ với thuốc chống nôn, chống ói. Tại vì antihistamine loại cũ Benadryl này, doxylamine này, chlorpheniramine, bromphenyramine, những cái loại đó là những cái loại làm mình buồn ngủ. Thì thay vì mình uống những cái thuốc ngủ mà có thể nó là control, có thể uống lâu thì nó làm cho mình bị nghiền hay gì đó, thì mình trước mình chỉ nếu nhẹ thôi thì mình có thể mua những cái thuốc ngủ ngoài quầy ở ngoài tiệm về mình uống sleep aid thì nọ đó, thì những cái loại đó là những cái loại chứa antihistamine. Vậy là những cái loại thuốc ngủ thì cũng có nhiều loại có chứa antihistamine trong Cho nên á, mình nói thêm một chút nữa về những cái phản ứng phụ của những cái antihistamine. Tại vì mình khi mình mua thuốc ngủ về nhà mình uống rồi xong qua ngày sau mình cảm thấy sao mình người mình ngây ngất khó chịu này nọ đó, thì cho nên mình cũng biết là tại vì cái thuốc đó nó làm cho nó cho ra những cái phản ứng phụ. Thứ nhất á, là buồn ngủ thì cũng nói rồi, buồn ngủ là một trong những phản ứng phụ mà mình dùng đó để mình chữa trị cái chứng mất ngủ của mình. Cái thứ hai là nó làm cho mình khô miệng, nó là tất nhiên không, mình không có chảy được ra nhiều cái chất nhờn nước miếng ở trong miệng để mà mình làm cho cái miệng mình nó cảm thấy nó dễ chịu, không. Cái thứ ba là khô da, tự nhiên da dễ mình thấy nó khô lên. Rồi cái thứ tư là cái blur vision, tất nhiên là cái nhìn của mình nó hơi bị mờ không mờ, nó bị mờ mờ vậy đó, mình nhìn không có rõ. Rồi mình bị chóng mặt. Rồi mình bị ví dụ giống như thấy mình uống một viên vào mình mong là mình ngủ được 6 tiếng 8 tiếng gì đó, nhưng mà qua ngày sau mình vẫn cảm thấy mình hơi ngợt ngời chóng mặt đó, hơi buồn ngủ chóng mặt, thì đó cái đó là cái mà nhiều khi mình cần phải biết. Mình uống vừa vừa thôi, mình đừng có uống nhiều quá. Mình uống một viên mà nó không ngủ được thì thôi, thì mình ráng chứ đừng có tống một lần 3-4 viên vô là qua ngày sau mình rất là khó chịu. Như vậy đó thì cái phản ứng mà nặng nhất của cái antihistamine đó là nó cũng làm cho cơ thể mình hơi giật dần chút. Và cảm thấy là mình tưởng tượng như mình không có được tỉnh mà hơi giống như hơi ngà ngà say đó, phải không chị? Còn một cái quan trọng nữa là mình có thể bị bón. Bị bón là tại vì mình uống thuốc ngủ vào thì người khô này nọ đó. Mà nếu mình không có uống đủ nước đó, cho nên khi mình uống thuốc antihistamine vào mình phải uống thật là nhiều nước. Thật là nhiều nước để cho cái đường ruột của mình nó có đủ nước để nó tạo ra cái chất phân mềm để mà mình đi cầu cho nó dễ. Chứ không thôi là mình sẽ bị bón 2-3-4 ngày mình không có đi cầu được. Như vậy là nó cũng có một số phản ứng phụ nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mình bị dị ứng thì chắc chắn phải dùng antihistamine. Nếu không là mình sẽ vô cùng khó chịu những cái mình khó chịu lắm. Tina bị thì Tina biết mà. Cho nên là thôi thì mình cũng cố gắng dùng đúng liều lượng của những người dược sĩ đưa cho mình thì chắc là cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Và xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.